Công an huyện Lâm Hà vừa bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại xóm Đà Cà Nàng, thôn An Phước, xã Đà Đần, tạm giữ 8 đối tượng, 31 xe mô tô, 2 xe ô tô và trên 20 triệu đồng tiền bạc. Công an huyện Lâm Hà vừa bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại xóm Đà Ca Nàng, thôn An Phước, xã Đà Đờn. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 8 con gà và trên 20 triệu đồng tiền mặt các đối tượng dùng để cá cược, một bộ dụng cụ dùng để đánh bạc dưới hình thức tài xỉu, 31 xe mô tô, 2 xe ô tô. Tại địa điểm nêu trên, các đối tượng bị lực lượng công an bắt quả tang trong khi đang say sưa tổ chức đá gà sát phạt nhau bằng tiền. Khi lực lượng chức năng phát hiện, một số đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an huyện Lâm Hà đã bắt giữ đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.